mà chị quay với quốc trường thì sao? Có nhiều cảnh nóng quá trời luôn á. Mà anh quốc trường thì nổi tiếng thì lại là đẹp trai đào hoa này kia nữa. Ra thì đúng là trong phim thì Quốc Trường có rất nhiều cảnh nóng với cả các bạn diễn viên nữ ở trong phim, nhưng với Nga thì có vẻ như là nhiều nhất thì phải. Vừa vào phim một cái, vừa đi quay một cái đã ập vào cái cảnh hôn nhau luôn, mà thề lúc đấy ngượng chín mặt luôn. Bản thân anh Trường cũng ngại mà Nga cũng ngại. Và cái cảnh đấy thì anh Trường cũng có nói với Nga rằng là anh cảm thấy rất lo lắng cho em, vì ngay cái cảnh quay trở lại với phim mà em đã phải quay cảnh hôn nhau như này rồi, mặc dù anh với em chưa có nói chuyện được mấy câu, thế là cảnh đấy cũng phải quay đi quay lại khá là nhiều lần. Mà mọi người hiểu không, cái cảnh hôn nhau mà quay đi quay lại nhiều lần thì nó ngại như nào. Mọi người đừng có nói chúng tôi là diễn viên thì chúng tôi buộc chúng tôi phải hôn nhau khi mà diễn chung. Diễn viên họ cũng là người, và muốn diễn được những cái cảnh nóng á, thì ít nhất rằng là họ cũng phải có sự tương tác với nhau một vài buổi quay, hay là cũng phải nói chuyện với nhau một ít để hiểu được cái tính cách cũng như là tâm lý của nhau. Đây là chúng tôi gặp nhau một cái ở đoàn phim, và xét bối cảnh xong một cái là chúng tôi quay vào quay cảnh đó luôn. Vậy nên là nó cũng có sự lung tung nhất định. Chứ nếu như giả dụ là cũng quay với nhau một hai ngày rồi thì ít nhất là cũng biết anh Trường là một người rất vui vẻ, dễ thương, nhí nhảnh như này rồi, cũng biết Nga là một cái người hòa đồng như này như kia rồi, thì nó cũng dễ hơn rất là nhiều. Thế là sau những cái cảnh nóng đấy thì hai anh em đều rất ngại, đều không dám nhìn mặt nhau. Đều rất ngại. Và cái ngại đấy là gần như hai người không có nói ra đâu, nhưng mà biết thừa là rất ngại. Mà đoàn phim thì mọi người biết rồi đấy, đi quay đoàn phim là 20 người, 30 người, chứ không có hai người như là trên hình đâu, 20-30 người xung quanh. Và quay xong là mọi người trêu cơ, chứ không phải là mọi người 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 im như là mình quay xong là mọi mình im, nhưng mọi người quay xong là mọi người trêu, hoặc chưa quay thì mọi người cũng trêu. Nào là Trường ơi, Trường lúc nãy có ăn cái gì không, bây giờ có cần đi súc miệng không, rồi này cái các kiểu. Nói chung là ngay trêu thế, tất nhiên là Nga biết là khi mọi người trêu thế để tạo cho cái không khí của đoàn phim cũng như là cái cảnh quay nó đỡ căng thẳng. đỡ căng thẳng và nhẹ nhàng hơn. Cho nên là rất là may là bản thân Quốc Trường cũng là một cái bạn diễn khá là hợp cũng như là tương tác với nhau khá là tốt. Vậy nên là tuy là có nhiều cảnh cảnh nóng, nhưng mà đến những cái cảnh sau rồi thì cũng không phải quay nhiều lần nữa. Chị có nhận phải những cái ý kiến gì về những cái cảnh nóng của hai người không? Cảnh nóng à? Thật ra thì nói là nóng nhưng mà cũng chỉ có hôn nhau thôi mà, chưa có cảnh nào nóng hơn cảnh hôn nhau. Nga cũng xem một vài bộ phim thì thấy có khá nhiều cảnh nóng, phải cởi quần áo, hoặc là nam thì cởi áo thôi, vẫn mặc đồ ở dưới, còn nữ thì quấn khăn, nằm ôm nhau rất tình cảm, mặc dù mọi người biết là nó không phải thật đâu. Nhưng mà Nga với Trường là mạnh nhất là cũng chỉ hôn nhau thôi thì phải. Đúng rồi, không có cảnh nào mà ôm nhau nằm ở trên giường.